món quà vô giá của mẹ để lại cho MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trên trang cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh của mình cùng món quà vô giá được mẹ để lại. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh của mình cùng đôi bông tai của mẹ để lại sau khi mất. Cô chia sẻ, những món quà vô giá là những thứ tiền không thể mua được. Cảm ơn nhiếp ảnh gia đã tặng Kỳ Duyên bức hình chụp với đôi bông tai của mẹ. Đôi bông tai cuối cùng mẹ mang cho đến khi vào nhà thương họ bắt gỡ ra. Đôi bông đó bây giờ nằm trên sợi dây ép giữa lồng ngực và sát bên con tim của Kỳ Duyên. Đôi bông tai cũng như khoảnh khắc Phạm Hoài Nam lưu lại đều là vô giá đối với Kỳ Duyên. Nhan sắc biểu tượng một thời của bà Đặng Tuyết Mai, mẹ MC Kỳ Duyên. Những bức ảnh thời nhan sắc được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn thập niên 60-70 của mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn khiến người hâm mộ trầm trồ ca ngợi. Mới đây MC Hải Ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên thực hiện bộ ảnh hóa thân thành chính mẹ mình bà Đặng Tuyết Mai ở thời kỳ đỉnh cao nhân sắc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì nhân sắc hiện tại của MC Kỳ Duyên được nhận xét rất giống với mẹ của mình thời trẻ. Được biết bà Đặng Tuyết Mai sinh năm 1942 trong một gia đình gia giáo ở Bắc Ninh. Thời trẻ mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối, biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở độ tuổi 18 đến 20, bà Tuyết Mai là một trong bốn nữ tiếp viên đầu tiên trúng tuyển vào hãng hàng không ở Việt Nam. Đặc biệt trong bốn người này, bà Tuyết Mai là người được chú ý nhất với vẻ đẹp được ca ngợi như tiên giáng trần. Trong một lần phục vụ trên chuyến bay từ Manila về Việt Nam, bà Tuyết Mai đã gặp kết hôn với bố của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không lâu sau đó. Sau khi kết hôn, bà Tuyết Mai càng chăm chút cầu kỳ cho nhan sắc và diện mạo của mình nhiều hơn. Đó cũng là thời điểm mà được ca ngợi là người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn thập niên 60-70. Giữa năm 1965, con gái duy nhất của bà Tuyết Mai và chồng tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên chào đời. Năm 1989, bà Tuyết Mai ly dị chồng, sau đó không lâu, bà kết hôn cùng người chồng thứ tên là Bùi Xuân Hiển. Trải qua thăng trầm cuộc sống, bà Tuyết Mai vẫn được khi ngợi về nhân sắc trẻ trung, thu hút. Thời điểm này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng thường xuyên khoe hình ảnh mẹ trên trang cá nhân. Cô thậm chí còn tự hào đăng ảnh mẹ mặc bikini ở tuổi 70, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Về ở độ tuổi 70, bà Tuyết Mai vẫn giữ được làn da mịn màng và thân hình gợi cảm. Đặc biệt qua những hình ảnh chụp chung với con gái là MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đa số ý kiến cho rằng nữ MC sở hữu nhân sắc trời phú là thừa hưởng từ mẹ. Trong hình là ảnh bà Tuyết Mai ăn vận trẻ trung và gợi cảm trong ngày cưới của cô con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là hình ảnh Tuyết Mai trong một chuyến về thăm Việt Nam và kinh doanh quán phở cùng con gái. Sinh thời bà Đặng Tuyết Mai cho hay, chính con gái là người giúp mình trẻ lâu vì thường khuyến khích mẹ đi shopping, làm đẹp, đi chơi, ca hát. Bà có tư tưởng tiến bộ khi học hỏi từ cô con gái những kiến thức hiện đại. Trong hình là ảnh sinh nhật năm 75 tuổi của bà Tuyết Mai được MC Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân ngày 21 tháng 12, 2016 giờ địa phương, bà Tuyết Mai qua đời ở Mỹ sau thời gian nằm viện vì bệnh ung thư phổi.